bây giờ cứ chồng mông nên để mà cày cuốc thì các bạn mà lấy đâu ra để mà thời gian để mà đi chiến với trả được khảo mới trả sát a mới trả nd đúng không lấy đâu ra có không các bạn à. thế thì làm sao mà chúng ta chả là gì ếch ngồi đây giếng thế nên là lúc đấy bạn phải đi nhiều khảo sát nhiều chơi nhiều vào đúng không nhưng mà thưa thầy em bây giờ là em là đang là gì khổ chủ và đang là nô lệ cho chính cái kia mình là em làm gì có thời gian để mà chơi đúng không? thế nên là bây giờ phải giải phóng yes thì lúc đấy bạn sẽ nâng cái tầm bạn lên nếu bạn làm về lĩnh vực của bạn thì hãy là chuyên gia về lĩnh vực của bạn hoặc bạn phải sở hữu những người chuyên gia sâu sắc về lĩnh vực này bởi vì nếu như mà trong trường mà bạn đến với những các cái công ty của chúng tôi thì chúng tôi luôn sở hữu những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đó anh Phạm Nhật Vượng anh đâu có biết về y tế đâu, nhưng tại sao anh có bao nhiêu là Vinmec? Bởi vì anh sở hữu rất nhiều những bác sĩ giỏi của đất nước này. Anh Vượng đâu có phải là người nhà giáo, giáo dục đâu. Nên tại sao anh có bao nhiêu là VinSchool? Anh Vượng đâu có phải là người sản xuất biết ô tô đâu, nhưng tại sao anh có thể là nhanh chóng để có những ô tô để bây giờ xuất khẩu sang tận bên Mỹ? Yes. Bởi vì anh ấy sở hữu những chuyên gia Đấy là cách đi cực nhanh Nếu như mà một lúc nào đó bạn tích lũy đủ tiền Hãy chấp nhận Mua chuyên gia, mua cầu thủ Yes Tôi nói các anh chị là cái trường Saksa Business School này Tôi thấy cái mô hình Tôi thấy cái mô hình mà dạy theo cái mô hình gọi là uh, Gia tốc này này Tôi thấy hay quá Thế thì tôi ngay lập tức về Cùng với lại bên chỗ uh, Chị Anna Hồng Thám Chúng tôi là quyết định là thành lập cái công ty này 6 năm về trước, gần 6 năm về trước. Thuê một đội hình ở bên Malaysia sang là những người có tận hơn hai 20 năm, gần ba 30 năm người ta tổ chức là những cái kiểu dạng như này. Thế là họ sang họ ăn nằm đây gần một tháng trời để chuyển giao công nghệ và chúng tôi chấp nhận trả giá cho cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi nhanh chóng để thu lượm những các cái gọi là quy trình rồi công nghệ và họ chuyển giao dạy cho chúng tôi rồi họ rút ra và chính nhờ điều đấy cho nên sau khi họ rút rồi chúng tôi là nắm bắt được luôn và chạy rè rè ngay <laughs> bao nhiêu trong số các anh chị hiểu điều này giơ tay và nói tôi thế thì nếu như trong trường mà chúng ta mà không giỏi thì hãy nhờ những chuyên gia cố vấn có bên cạnh chúng ta yes thì chúng ta sẽ nhảy vào lĩnh vực mới rất nhanh nó rất nhanh còn nếu mà chúng ta cứ gì 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 chúng ta đi theo kiểu dạng đi bộ đi từ đây vào trong sài gòn thì biết bao lâu cho nó xong bao lâu cho đến nơi yes thế thì nếu như trong trường mà bạn có chuyên gia đúng không? và bạn nhảy mỗi trong linh vực của mình rồi thì bạn phải xây dựng hệ thống quản trị này và hệ thống quản trị là tôi có thể giúp bạn được bạn có thể đến với những cái chương trình của thầy tôi nhật để bạn hoàn thiện những cái hệ thống quản trị của bạn đúng không? và hãy làm thế nào đấy để làm sao để bạn là rút dần ra và từ đấy rồi bạn sẽ có thời gian để nghĩ chiến lược, có thời gian để đi đây đi đó, có thời gian để đi Tây đi Tàu, có thời gian để sang xem là Trung Quốc nó vĩ đại nào, Hàn Quốc là tại sao 50 triệu dân mà bây giờ nó đứng là top 10 nền kinh tế thế giới, tại sao ông Nhật Bản ông giỏi thế, tại sao ông Singapore ông giỏi thế, Hồng Kông giỏi thế. Bây giờ cứ trồng mông nên để mà cày quốc thì các bạn mà lấy đâu ra để mà thời gian để mà đi chiến với trả lược, khảo với trả sát, a với trả Andy đúng không? Lấy đâu ra? có không các bạn ừ. thế thì làm sao mà chúng ta chả là gì ếch ngồi đây giếng thế nên là lúc đấy bạn phải đi nhiều khảo sát nhiều chơi nhiều vào đúng không nhưng mà thưa thầy em bây giờ là em là đang là gì khổ chủ và đang là nô lệ cho chính cái kia mình em làm gì có thời gian để mà chơi đó. thế thì nên là bây giờ phải giải phóng yes thì lúc đấy bạn sẽ nâng cái tầm bạn lên đó thì từ đấy rồi bạn sẽ phát triển bền vững và tôi nhắc các bạn điều này nếu bạn mà không liên tục để nâng tầm của bạn lên ấy Thì bây giờ bạn cứ đứng yên một chỗ ấy Nhiều lúc bạn cứ tưởng bây giờ bạn đang vỗ ngực mình là number one ấy Nhưng mà hôm nay bạn number one, mai bạn number zero Bởi vì thằng khác nó tiến lên mà trong đó bạn vẫn cứ đứng yên tại chỗ này ấy, Thì dần dần bạn sẽ giật lùi Yes Ví dụ như thằng Nokia, thằng Kodak Các bạn thấy không Ngày xưa Nokia lúc nào cũng vỗ ngực mình là số 1 Và nó là số 1 thật như số một biết bao nhiêu năm về điện thoại di động nhưng chỉ qua đêm một ngày đẹp trời thế là ông Steve Jobs ông Apple cái quả táo khuyết đấy đúng không nó ra cái dòng điện thoại thông minh đám mây thế là chỉ sau một thời gian là Apple thống lĩnh thị trường và dẫn đầu suốt từ ngày đấy đến bây giờ và Nokia đã gì từ number one cuối cùng xuống thành zero yes cô đắc cũng tương tự như vậy cái thằng về mảng về máy ảnh đấy máy quay phim đó yes ngày xưa là ông ấy chính là ông mà cũng đã nghiên cứu về máy ảnh kỹ thuật số rồi nhưng ông lại là gì không đánh giá đúng về xu thế xu hướng cho nên là ông mới là bị tụt đùi và về sau còn đệ đơn để phá sản và trong khi đó những thằng như là sony hay là thằng canon rồi các thằng khác nó bắt đầu là phát triển bum lên bởi vì là nó có tầm nhìn, nó có khả năng để mà quan sát được thế giới. Tôi nói câu chuyện to một chút hay tôi nói những câu chuyện mà ai cũng biết để cho các bạn thấy được là để bạn có thể là phát triển lên thì bạn phải đi khác người. Bạn phải làm những thứ mà thằng khác không làm để bạn có những thứ mà thằng khác không có. Bạn phải dám làm những thứ mới, bạn phải dám làm những cái thứ mà thực sự phải đi trước thiên hạ 5 năm, 10 năm. Yes. Bây giờ tôi bật mí cho các bạn này digital vẫn còn là một cái cửa cực rộng cho bạn tức là kỹ thuật số ấy hai năm nữa thôi thì là gdp của việt nam nó sẽ chiếm một phần tư là tổng gdp của việt nam là ví dụ như là 400 tỷ thì một phần tư có nghĩa là 100 tỷ đô la nó sẽ đến từ cái online nó đến từ các cái nền kinh tế số nếu bây giờ bạn không là tiếp cận vào cái là thị trường online thị trường số thì lúc đó bạn là mù một mắt rồi Ồ, Mù chữ rồi à, Chúng ta phải xác định rõ như thế Cho nên là các bạn phải tiếp cận nhanh đó, Và đi nhanh Đi tốc độ Tại sao trước đây hơn 20 năm về trước Amazon là ai Nothing Chả là cái mẹ gì cả Thế mà sau một cái thời gian Amazon trở thành là gì Là gì Một người giàu có nhất hành tinh đó, Ông Bezos ấy Trở thành là siêu thị Là, là số một thế giới về online Ồ, Rồi ông Ông nào nữa, ông Alibaba Jack Ma là nhà giáo nghèo Nhưng mà ông chỉ sau hơn 20 năm Ông trở thành là gì, tỷ phú giàu nhất ấy, Là châu Á Và trở thành là người Là cũng là một trong người giàu có nhất thành tinh Alibaba Và bây giờ rất nhiều các bạn tuổi trẻ Tuổi 9X và thậm chí tuổi Y2K Các bạn giàu lắm à, Phất nên rất tuyệt vời Bởi bạn biết sử dụng cái công nghệ Yes Đó, thì cho nên đừng bao giờ Là chúng ta là cứ ếch ngồi đấy giếng hãy nâng tầm lên hãy làm thế nào đấy để biết mình ở đâu đó. và hãy làm thế nào đi trước thiên hạ đó chính là lãnh đạo đi trước thiên hạ chính là dẫn đầu đấy dẫn đầu chính là lead yeah. dẫn đầu chính là dẫn dắt đấy các bạn ạ thế và cái từ lãnh đạo ấy à, trong cái chương trình mà chạy lãnh đạo đỉnh cao thì tôi sẽ nói sâu hơn nhưng mà tại sao nó lại có từ khái niệm là leader Lead là dẫn dắt Là dẫn đầu Leader là dẫn đầu Tôi là thủ lĩnh trong lĩnh vực này Tôi là người dẫn đầu trong lĩnh vực này Cho nên là cái này là dẫn dắt Lãnh đạo là dẫn dắt Và ơ này là người Đó, Ơ Lead là động từ là dẫn dắt là lãnh đạo là thủ lĩnh người dẫn dắt tức là như vậy là cái từ leader này nó đến từ động từ dẫn dắt đấy ạ. Thế thì bạn phải đi trước, bạn phải dẫn đầu, bạn phải làm thứ mà gì để cho người khác phải nhìn vào mà phải là học theo bạn đúng không bạn? Bạn phải học theo à, và khi bạn là dẫn dắt này nó có rủi ro đấy, nó có rủi ro đấy. Nó có những các cái thứ mà bạn sẽ phải trả giá đấy. Nhưng bạn sẽ được những cái thứ. Ồ, rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Và bạn có thể có được những thứ mà người ta không thể có được. Cho nên là phải chấp nhận cái rủi ro đấy. Người lãnh đạo là người luôn phải cai gen bản thân. Liên tục phải nâng tầm bản thân. Liên tục phải đổi mới bản thân. Chứ còn bạn cứ thấy y y y là lúc đấy bạn cần phải là gì? Đổi mới bạn đấy cao của chúng tôi có được ngày hôm nay không gì khác là chúng tôi liên tục đổi mới. Chúng tôi liên tục là đổi mới và chúng tôi liên tục để phát triển thêm những cái mới. Ngay trong bản thân một lĩnh vực thôi chúng tôi liên tục phải đổi mới rồi. Và bản thân chúng tôi cũng phải nghiên cứu tiếp những định vực tiếp theo. Và vậy thì tiếp theo chúng tôi là gì? Chúng tôi sẽ xây dựng hệ sinh thái giáo dục. Và bây giờ trường ACMS của chúng tôi là trường Success Business School và bây giờ chúng ta đang xây dựng thêm trường tiếp, trường thứ ba. Đó à, và rồi các bạn sẽ còn thấy tiếp nữa Rồi tiếp theo nữa của chúng tôi là gì? Là năng lượng Năng lượng điện rác Các bạn biết cái nhà máy điện rác Xuân Sơn, Sơn Đấy là của chúng tôi đấy Amacao đang xây dựng Nhà máy điện rác Xuân Sơn, Sơn lớn thứ hai ở châu Á này à, Hơn 2.200 tấn rác một ngày đêm Ở Xuân Sơn, Sơn Sơn Tây 4.200 tỷ Đấy là của Amacao đấy Amacao đang xây dựng 100, 100, vốn của chúng tôi à, Thế và các bạn biết là Đang xây dựng thần tốc 19 tháng Trong vòng 19 tháng là chúng tôi sẽ hoàn thành Và bây giờ chỉ còn có một thời gian ngắn nữa vào tháng 3 tới này nó sẽ bắt đầu là đốt rác và phát điện Đấy và xử lý được 1 phần 3 rác cho Hà Nội Đó. Thế thì cái đấy chúng tôi cũng phải nghiên cứu và bây giờ chúng tôi đang xây dựng trong Đà Nẵng rồi tiếp tục là xây dựng ở trên Bắc Giang rồi xây dựng ở trong là Khánh Khánh Hòa và trong Bến Tre rất nhiều đấy đây chúng tôi đang đang sắp sửa hoàn thành đây các bạn thế thì những cái những cái điều như vậy là những cái mới đúng không và có thể lúc mà các bạn đang ngồi đây thì những con người Amacao đang gì ngày đêm làm ở trong các công trường và từ đấy rồi chúng tôi lại có những cái mới và vậy thì liên tục phải mới, đúng không? và sinh ra trong cõi đời này chúng tôi hạnh phúc để được làm điều đó chúng ta chỉ thích ở trong cái không gian an toàn ở trong cái không gian là chúng ta cảm thấy là à mình làm chỗ này mình quen rồi mình nhảy múa rồi mình nhảy sang lĩnh vực mới bắt đầu mình nóng ngóng mình sợ sệt có không có gì và chính điều đấy là rào cản khiến cho rất nhiều người không dám làm cái mới, không dám làm những điều mới. Và đây chính là những cái thứ mà các bạn, nếu mà bạn học ở trong lớp Big Kingdom, những người chủ doanh nghiệp mà thực sự muốn làm như chúng tôi ấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một bạn nhảy sang lĩnh vực mới như thế nào và làm thế nào đấy để bạn có thể là giống như chúng tôi để có thể xây dựng nên những cái thứ hai, thứ ba và thứ tư. Đúng không? Và thực sự chúng ta đi và chúng ta sẽ có những cái sự chắc chắn của nó. Tất nhiên chả ai nói được là là trong tương lai chả ai nói được là 100% chắc chắn cả. Nhưng là bạn sẽ kiểm soát được rủi ro và để bạn sẽ lường trước được những cái thứ mà gọi là gì tối thiểu. À, những rủi ro tối đa có thể là chấp nhận được và bạn chấp nhận nó, go, làm thôi, làm tới thôi, yes.